Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh. Ngay sau đây, mời quý vị đến với câu chuyện vụ án tên sát thủ trốn truy nã 7 năm dưới cái mắc phò mã trưởng làng ở Tây Nguyên. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đức Trọng cho biết, ngày 23 tháng 4, đơn vị đã phối hợp với công an xã Đà Loan và cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình bắt đối tượng truy nã Quách Công Thông, 28 tuổi, ở xã An Lạc, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, khi đang lẩn trốn tại địa bàn xã Đà Loan. Theo Công an huyện Đức Trọng thông tin, trước đó năm 2017, Thông bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Quách Công Thông về tội cố ý gây thương tích, quy định tại khoản 2 điều 104 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Theo nội dung vụ án, Quách Công Thông là người dân tộc Mường, sinh ra và lớn lên trong gia đình có hai anh em trai ở xóm Lộc Thành. Là gia đình thuần nông, Song bố mẹ luôn quan tâm, chăm lo giáo dục với mong muốn con cái khôn lớn trở thành công dân có ích cho xã hội. Do sớm tiếp xúc với mặt trái xã hội, giao du với đám bạn xấu, thiếu tu dưỡng rèn luyện nên quách Công Thông trở nên bất cần, sống buông tha hay gây hấn với mọi người. Hắn bỏ ngoài tai những lời khuyên răn nhắc nhở của gia đình, ngày càng lún sâu vào tội lỗi. Bố mẹ bất lực khi không còn khả năng giáo dục, hắn trở thành cái gai trong mắt bà con xóm làng. Và rồi điều gì đến cũng đã đến. Sáng ngày 22 tháng 2 năm 2017, hắn từ quê đến xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình dự đám cưới một người bạn. Sự việc sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không xuất hiện một tình huống bất ngờ. Khi đã có ma men, con người ta sẽ khó kiểm soát bản thân. Còn với Quách Công Thông, đó là dịp hắn thể hiện bậc đàn anh so với thanh niên trong xóm, chỉ vì mâu thuẫn khúc mắc nhỏ, do thiếu kiểm chế, hắn và một thanh niên khác trong tiệc rượu đã lời qua tiếng lại, Mâu thuẫn lớn dần lên, cả hai lao vào thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau. Mặc dù mọi người ra sức can ngăn, khuyên giải, song với bản tính côn đồ, hung hãn, Quách Công Thông đã dùng tay trái cầm chai bia bằng thủy tinh, dơ lên đập một phát trúng vào thái dương bên phải của anh Bùi Văn Vinh, 26 tuổi, ngụ ở xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, đang đứng đối diện, làm thái dương bên phải của anh Vinh chảy máu. Sau đó Thông bị nhiều người đuổi theo nên đã bỏ chạy. Sau này thông biết Vinh bị ngất xỉu và được trở đi cấp cứu. Người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu và tố giác hành vi phạm tội của Quách Công Thông đến cơ quan điều tra. Sau khi gây án, Quách Công Thông bỏ trốn khỏi địa phương. Trung tâm Pháp y tỉnh Hòa Bình kết luận tỷ lệ thương tích của bị hại Bùi Văn Vinh là 25% và tài liệu chứng cứ liên quan, Công an huyện Yên Thủy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh truy nã toàn quốc đối với Quách Công Thông về tội cố ý gây thương tích lật dở từng trang hồ sơ truy nã quách công thông đại úy bùi đức triều đội trưởng cảnh sát hình sự công an huyện yên thủy cho biết quách công thông là đối tượng xảo quyệt hắn liên tục thay đổi địa điểm thay đổi tên họ để tránh sự phát hiện của cơ quan công an đối tượng cắt đứt liên lạc với gia đình người thân không sử dụng mạng xã hội nên việc xác minh gặp nhiều khó khăn dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thượng tá nguyễn hồ bắc trưởng công an huyện yên thủy tổ công tác được giao phục hồi hồ sơ truy nã xác lập kế hoạch để xác minh làm rõ. Việc xác minh là vô cùng khó khăn như tìm kim đáy bể, song các anh quyết tâm bắt giữ cho được đối tượng này. Tổ công tác chia thành nhiều hướng xác minh, tập trung các mối quan hệ của đối tượng, các địa phương nơi hắn sinh sống. Các đồng chí đưa thư kêu gọi đầu thú, vận động gia đình, người thân đưa đối tượng đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật, song không có kết quả. Đến năm 2020, các trinh sát nắm được thông tin, đối tượng bí mật về địa phương thăm gia đình và làm thủ tục cấp căn cước công dân. Các trinh sát đã tổ chức đón lõng để bắt giữ. Thế nhưng với bản chất xảo quyệt, đối tượng không ra mặt mà chỉ nắm thông tin qua người thân. Khi thấy kế hoạch có nguy cơ bị lộ, thông lại cao chạy xa bay. Thời gian thấm thoát trôi, thông tin về đối tượng ngày càng ít ỏi, khiến việc xác minh bắt giữ càng khó khăn và phức tạp hơn. Các trinh sát công an huyện Yên Thủy vẫn kiên trì lần tìm dấu vết chắt lọc thông tin để xác minh tung tích của đối tượng. Đến đầu năm 2024, các anh đón nhận thông tin bất ngờ. Qua mạng xã hội và tin báo của quần chúng nhân dân, các trinh sát phát hiện đối tượng có đặc điểm giống với quách công thông đang có mặt trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Đây có thể là chi tiết quan trọng xác định vị trí đối tượng lẩn trốn. Các trinh sát tập trung xác minh các mối quan hệ của đối tượng và địa phương lẩn trốn. Linh tính mách bảo các trinh sát đây là đối tượng mà các anh đang truy tìm lâu nay. Sau khi xác minh nơi lẩn trốn của đối tượng, Công an huyện Yên Thủy một mặt phối hợp với Công an huyện Đức Trọng và Công an xã Đà Loan xác minh đối tượng. Mặt khác, tiếp tục củng cố chứng cứ, tài liệu có liên quan để khép lại vụ án từ 7 năm trước. Sáng ngày 21 tháng 4 năm 2024, Tổ công tác Công an huyện Yên Thủy gồm 3 đồng chí do Đội trưởng Cảnh sát Hình sự Bùi Đức Chiều chỉ huy lên đường vào xã đà loan huyện đức trọng tỉnh lâm đồng truy bắt đối tượng này tại đây được sự hỗ trợ đắc lực của đơn vị bạn tổ công tác nắm bắt thông tin cơ bản về người có tên là quách công hồng người này hiện sống như vợ chồng với cô gái người dân tộc cờ ho có một bé trai khoảng một tuổi đáng chú ý cha của cô gái này là người có uy tín trong đồng bào dân tộc cờ ho ở địa phương có thể đối tượng đã thay đổi danh tính che giấu thân phận để được ở rể Buổi sáng đối tượng thường làm trên dãy cà phê gần đó, đến tối mịt mới về. Nắm bắt quy luật và thói quen sinh hoạt của đối tượng, các trinh sát công an huyện Yên Thủy phối hợp với công an xã Đà Loan xây dựng kế hoạch bắt giữ. Đây là đối tượng nguy hiểm, manh động, liều lĩnh nên phương án bắt giữ phải thận trọng, chi tiết, tuyệt đối bí mật, không để đối tượng phát hiện, tìm cách bỏ trốn hoặc kích động người dân chống lại lực lượng truy bắt. Thời điểm bắt giữ được lựa chọn là sáng sớm khi đối tượng chuẩn bị lên hương dẫy. đúng theo kế hoạch dạng sáng ngày 23 tháng 4 năm 2024, các trinh sát công an huyện Yên Thủy và công an xã Đà Loan bí mật tiếp cận căn nhà từ nhiều hướng quan sát nắm di biến động của đối tượng và những người trong gia đình. đúng như phán đoán, khoảng 6 giờ phát hiện đối tượng chuẩn bị công cụ lên dẫy, các trinh sát đã lập tức áp sát lao vào khống chế. Ngay sau đó, các anh dẫn đối tượng đến trụ sở công an xã Đà Loan để đấu tranh. Ban đầu đối tượng quanh co, chối tội, cho rằng bắt nhầm người. Chỉ đến khi các trinh sát đưa lệnh truy nã và các tài liệu có liên quan, đối tượng mới chịu cúi đầu nhận tội. Cuộc sống cứ dần trôi đi, thấm thoát đã hơn 7 năm. Thông tin rằng quãng thời gian đó đủ dài để lực lượng công an không thể phát hiện ra hắn. Tuy nhiên, vỏ quyết dày thì có móng tay nhọn. Với sự kiên trì, bền bỉ và nghiệp vụ sắc bén, sự hiệp đồng chặt chẽ giữa tổ công tác công an huyện Yên Thủy và công an xã Đà Loan, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, Thông đã xa lưới pháp luật. Ngày Thông bị bắt, gia đình cô vợ hờ vô cùng ngỡ ngàng, không thể tin rằng bao năm qua đã che chở cho đối tượng truy nã nguy hiểm. Cha vợ, một người uy tín trong cộng đồng dân tộc cờ ho bần thần. Nếu biết Thông là đối tượng truy nã, tôi đã khuyên cháu đầu thú để hưởng khoan hồng chứ không để xảy ra điều này lời chia sẻ nhói lòng của người cha như sát muối vào nỗi đau của cô gái trẻ